Thưa quý vị, thời đại 4.0 đã tạo ra những đột phá phục vụ mọi khía cạnh của đời sống xã hội. Nông dân Thái Bình bắt kịp với xu thế phát triển của thời đại. Tập quán canh tác cũ đang thay đổi, khoa học kỹ thuật được nông dân ứng dụng và sản xuất, năng suất chất lượng sản phẩm được nâng cao. Những nông dân hiện đại dám nghĩ dám làm đang góp phần thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển. Bà Tâm, nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022 là chủ trang trại chăn nuôi lợn thịt, lợn giống cho thu nhập mỗi năm khoảng 1 tỷ đồng. Để chăn nuôi được hiệu quả, nông dân này chọn cho mình một hướng đi khác biệt, đó là chăn nuôi theo phương pháp ba sạch, tạo nguồn thực phẩm chất lượng cung cấp cho thị trường. Đối với con lợn, ăn sạch, ở sạch và uống sạch. Thế thì trong cái ăn sạch, ở sạch, uống sạch thì mình trước khi xuất bán là một tháng là không được dùng quy trình thuốc. Trong chăn nuôi thì có dùng quy trình vaccine để phòng dịch cho con lợn. Bây giờ dịch bệnh mà nếu như quay vòng con giống thì nếu như mua bên giống ngoài vào thì cái độ an toàn về bệnh dịch nó không cao. Thì buộc là mình phải đầu tư theo quy trình khép kín từ con giống đến xuất bán lợn thịt. Không cam chịu đói nghèo, không ngại thất bại, nông dân ở các địa phương năng động tiên phong trong sản xuất, chăn nuôi với những cách làm mới sáng tạo. Cuộc sống của nhiều nông dân Thái Bình không còn gắn liền với những nhọc nhằn khi máy móc, thiết bị hiện đại dần thay sức người và làm ăn theo liên kết lớn. Ở nhiều nơi, nông dân giờ đã có thể sống tốt bằng nông nghiệp. Đầu tư bài bản như thế này thì nó vừa phần là mình khắc phục được thiên nhiên bão gió này. Thế xong là hiệu quả kinh tế nó sẽ cao hơn. Như nhà tôi là một năm là chi phí ra tầm khoảng độ 1 tỷ. Thì là tôi thu lại được 50%. Để giúp cho hội viên phát triển kinh tế thì chúng tôi tổ chức hàng loạt các cái nội dung. Thứ nhất là tín chấp cho hội viên nông dân vay vốn. Thứ hai đấy là phối hợp các sở ngành chuyển giao những cái tiến bộ khoa học kỹ thuật vào để nông dân áp dụng trong sản xuất. Thứ ba là xây dựng các cái mô hình, đặc biệt những cái mô hình ứng dụng khoa học công nghệ để tổ chức cho hội viên tham quan, học tập. Làm ra sản phẩm nhưng không thụ động ngồi chờ khách hàng tìm đến, họ chủ động tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm. Đặc biệt, bằng sự nhạy bén cùng với sự đồng hành của hội nông dân các cấp, mỗi nông dân trở thành thương nhân. Họ tận dụng mạng xã hội để giao thương, đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử, thay đổi tư duy trong sản xuất, trong kinh doanh. Thái Bình ngày càng có nhiều những triệu phú, tỷ phú nông dân. Nông dân của Thái Bình đã không phải sản xuất nông nghiệp mà đang làm kinh tế nông nghiệp. Họ đã thực hiện được một cái quy trình sản xuất khá là khép kín, có thị trường tiêu thụ và cái sản phẩm đặc biệt là hướng tới sản phẩm sạch. Hàng trăm nghìn nông dân thế hệ mới, những nông dân hiện đại bắt kịp thời cuộc và phát triển chính là nguồn lực to lớn góp sức kiến tạo quê hương Thái Bình ngày thêm đổi mới, giàu đẹp hơn.